Kính bạch quý sư, sư cho con hỏi, nếu tổ chức hôn lễ sử dụng bia không cồn có mang nghiệp đi địa ngục khi bố thí chất say không ạ? À, dù bia không cồn không có chất say nhưng người uống vẫn sẽ có sự thích thú trong đó ạ. Thật lòng mà nói thì sư cũng không biết cái bia không cồn đó cái mùi vị nó ra làm sao, nhưng mà sư không dám thử. Sư nói thiệt là sư không dám thử. Mà bên cạnh cái không dám thử nó thì sư cũng không có hứng thú để thử, không có thích thú, cho nên là cũng không biết là nó ngon dở ra làm sao. Chỉ nghe đồn là như ta nói bia nó dở hơn cái bia có cồn, đại loại vậy. Cái đó sư không biết ha. Thì cái việc mà quý vị lựa chọn là việc của quý vị. Tuy nhiên á, nó có hai mặt, sư phân tích cho quý vị hai mặt nè. Cái mặt tốt thì điều đó là chắc chắn là quý vị không phạm giới, bởi vì cái bia không cồn là nó đã mất cái, nó không có cái tính chất gây say, để nó làm người ta bị loạn trí thì nó không có cái đó. Thì cho nên là theo quan điểm cá nhân của sư thì do nó thiếu cái chi phần là chất gây say, cho nên là quý vị không phạm giới, cũng như là không phạm vào cái giới là bố thí chất gây say. Nhưng mà cái mặt hại đó là gì? Đó là cái tâm dễ vui của mình á. Nó có. Và cái tâm tham ái của mình trong việc tổ chức tiệc thì có. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là mấy cái tâm đó thì quý vị tổ chức bằng nước ngọt nó cũng vậy à. Nó cũng là tâm tham ái thôi. Bởi vì đó không phải là một cái buổi tiệc gọi là tu tập rồi lắng nghe lời Phật dạy, rồi để cải thiện mình đó, rồi quy y, rồi giữ giới, bố thí, làm phước cúng dường. Thì nó không phải là một cái buổi tiệc như thế. Cho nên thì quý vị khi mà sư xét ra đó, thì quý vị đãi cái bia không cồn ha, hay là quý vị đãi nước ngọt thì hình như nó cũng như nhau à. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có ý kiến khác hay như thế nào về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì có một điểm sư hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ, là nếu mà chúng ta nhìn về cái hướng mà gọi là cái bối cảnh, và nếu đúng hơn là cái bối cảnh, cái thực trạng cái xã hội hiện tại bây giờ, không? Thì gọi có cần không, cái dùng cái từ mà gọi có cần không, được cái nào hay cái đó, nghĩa là giữ được cái nào thì hay cái đó, giữ được cái giới nào thì giỏi cái đó, không? Và hạn chế được những cái phạm những cái giới nào thì là tốt cái đó. Có nghĩa là vẫn khuyến khích quý vị, vẫn là khuyến khích, tại vì nếu mà nói hơi rốt ráo gắt quá thì đôi khi lại không khéo là một số vị nói là quý sư cực đoan, không, lại nhiều khi lại có thể là cũng gọi là chứng chướng ngại, tại vì biết đó, là cái thực trạng cái xã hội và cái nhân loại bây giờ, cái việc mà uống bia uống rượu này nọ, uống chất say, quý vị, đối với con người bây giờ là nó hầu như là bình thường, bình thường hầu như là bình thường nha, trừ những cái nước mà Hồi giáo này, hay là bên Ấn Độ này đó thôi. Thì nếu quý vị có cái tâm, nghe là chưa nói về khía cạnh tích cực thôi, nếu quý vị có cái tâm mà tổ chức những cái là những cái tiệc á, tiệc nói chung á, tiệc đây là hôn lễ thôi, nô đại khái gì đó, mình hướng đến những cái sản phẩm mà không có chất gây say hay là cồn đó, không? Thì nó là một cái điều tốt mà sư cũng tán thán điều đó, cái điều đó nên làm và cũng nên lan tỏa với cái tinh thần mà gọi là cái bối cảnh thực trạng xã hội bây giờ, nó xem cái việc uống bia rượu quá tầm thường, cái việc tầm thường một cái gì đó giao tiếp này nọ, ngoại giao là phải có bia có rượu này nọ nó mới hân hoan, không, bia rượu ở đây là bia rượu mà có cồn nha. Còn nếu quý vị làm được như vậy á, và khuyên những người bạn mình, theo bạn thuộc mình, là uống những cái sản phẩm mà nó không có cồn, không có chất gây say á, thì điều đó tốt đó. Thì điều đó là tốt, thưa vị, chứ nên 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 hiểu không, về khía cạnh này vẫn khuyên vị, tại vì bối cảnh họ bây giờ là nếu mà nói gắt quá thì cũng cũng ấy cũng 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 kẹt chứ vị.
Còn cái vấn đề quý vị mới nói là sẽ sự thích thú, đương nhiên là mình còn phàm phu mà, không làm sao mà tránh được những cái phần giống như là tham ăn, không tham ăn tham uống, không rồi tham hưởng thụ, rồi thích coi phim, thích chơi game, thích nghe nhạc, này nó là có khó, nó khó, mấy vấn đề đó khó hay không, cho nên là vậy thôi. Đối với sư, đối với tiêu chuẩn của sư như vậy là thôi tốt rồi. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.